Đi bác Phương ơi. Ở bên này là view view bên sông này. Xa xa là cái tòa 81 này. Đó. Rồi bác Phương ơi đi. Giờ mình đi ra phía trước. Phương xinh chưa? Đây là sân khấu. Để đội nào đây? Anh Luyện. Anh Luyện đấy. Thấy chưa? Giờ này là 6 giờ hơn rồi, nó hơi tối. Ở chủ tịch nhà mình. Trước của bệnh viện này, hồi nãy mình quay mặt sau. Kế bên là món gì hả anh Nghĩa? Anh Nghĩa, món gì kế bên đây? Không biết luôn hả? Quý vị thân mến, và một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được mời toàn thể ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể tất cả quý vị khách mời và cán bộ nhân viên Mạc Thị Quỳnh vì đã đến giờ tiến hành chương trình tiệc khách ti cuối năm của Bệnh viện Đa khoa Phòng thứ hai. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị. Chúng ta đã vừa được thưởng thức tiết mục mở màn piano, đó chính là được thực hiện bởi phu nhân và con gái của anh Nguyễn Thích Nguyên Thành, thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn. Hân hoan được chào mừng toàn thể. Thấy không? Ai cũng lo ăn không có ai đỡ tay đâu mà đỡ hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2. Xin được mời Giám đốc Nguyễn Văn Quang. Và xin được mời Giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 3. Xin được mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Thoại. Và tất cả quý vị lãnh đạo, quý đại biểu cũng chuẩn bị sân khấu để trao thưởng cho tất cả quý bác sĩ, quý đồng chí, quý nhân viên. Chúng ta đến là các nhân viên tiêu biểu, các nhân viên tiêu biểu xuất sắc của năm 2023. Và chúng tôi tin chắc rằng để bắt đầu ngày 1/4 chúng ta sẽ cùng tiếp viên tiêu biểu hành trình tiêu biểu. Chị lấy cái hàng mình đó. Nó không có làm quay, nó đã quay đâu. Nó chạy. Vâng, xin mời các quý vị đâu ạ?